Hai mọi người, mình là Lộc. Đây là buổi sáng đầu tiên mình có mặt tại thành phố Cần Thơ. Mình có nhờ anh chủ của homestay mướn cho mình một chiếc đò để mình đi chợ nổi Cái Răng. Thì chiếc đò của mình là có giá là 400 ngàn cho một chuyến đi nha. Các bạn nên chú ý là mình dậy sớm tầm 4 rưỡi đến 5 giờ mình đi ra ngoài chợ nổi là vừa rồi. Một cái được rồi ba. Chủ của chiếc đò này là dì Hai. Mình gọi là dì Hai nhưng mà thật ra dì năm nay đã 73 tuổi rồi. Dì nói mình là dì lái đò từ năm 30 tuổi, đến nay là khoảng 40 mấy năm rồi đó các bạn. Có mấy năm luôn. Dạ. Bây giờ chỉ là mới tờ mờ sáng thôi, các bạn có thể thấy là mặt trời phía xa đang chuẩn bị mọc lên rồi đó. Buổi sáng ở trên sông rất là đẹp nha. Đây là lần đầu tiên mình dậy sớm mà mình đến bến Ninh Kiều như thế này luôn á các bạn. Ở phía xa kia cũng có hai chiếc đò nhỏ đi khoảng chừng 2 đến 4 người thôi, còn chiếc đò lớn đi khoảng 30 mấy người luôn á các bạn. Phía xa kia có một cái chợ ven sông. Mình nghĩ là cái chợ này nó hoạt động tầm 3-4 giờ sáng rồi đó, cho nên bây giờ là vẫn rất là đông người. Kia có một cái đại lý xăng dầu, người ta bán xăng cho các chiếc đò ở trên một cái xà lan nha, y như là ở trên bờ. Dì Hai nói mình là từ bến Ninh Kiều di chuyển đến chợ nổi Cái Răng thì tầm 30 đến 45 phút. Thì trong khoảng thời gian này mình có thể ngồi mình ngắm nhìn quang cảnh hai bên rất là đẹp nha. Dì Hai lấy đò rất là hay, dì Hai canh những cái con sóng và cưỡi lên, cho nên mình đi mình cảm giác nó không có nhấp nhô khó chịu. Dì Hai kể là dì Hai đã lấy đò từ năm 30 tuổi rồi. Ngày xưa là dì chạy bằng tay ra ngoài chợ nổi Cái Răng để bán đồ. Còn bây giờ do dì đã lớn tuổi rồi cho nên dì thường lái đò để chở khách đi dạo chợ nổi Cái Răng. Có động cơ máy cho nên dì lái rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Thank you.
đằng kia lại gặp một cây xăng nữa. Cây xăng nằm ở trên một cái xà lan, ở xung quanh người ta để những cái vỏ xe để cho tàu bè người ta tấp lại để cho khỏi bị trầy hoặc là bị hư ấy các bạn. Nhìn rất là hay nha. Ngắm cảnh một lúc chúng ta cũng đã tới chợ nổi Cái Răng rồi. Các bạn có thể nhìn thấy không, có một chiếc đò của cô chú bán nước, người ta tấp theo những cái đò của khách á để người ta buôn bán chào hàng á các bạn. Làm một con đấy chị. Bà uống mà. Rồi cầm hai lên trước đi. Dạ. Đò thiết kế rất là đặc biệt nha, ở phần thành của chiếc đò có một cái chỗ để mình để nước này các bạn. Càng phô sâu trong bên trong chợ nổi Cái Răng thì rất là nhiều đò tàu, người ta bán đồ bán hàng đó các bạn. Phía đằng xa kia có những cô chú người ta lấy hàng về người ta bán nha. Người ta bán rất là nhiều trái thơm nha. Sống của các người dân này ngay ở trên đò luôn, cho nên người ta ăn uống giặt giũ sinh hoạt ngay trên đò. Mình thấy rất là hay, nhưng mà thật ra là công việc của họ đó các bạn. Có một chú kia bán vé số trên đò luôn, rất là dễ thương.
chúng ta hạn chế nha, đừng có giục rác ở dưới sông. Mình có thể là mình gói rác sau đó mình đem lên bờ để mình giục ở thùng rác. Một hành động nhỏ của mình thôi cũng hỗ trợ cho phía sông, cho môi trường tốt đẹp hơn nha. Chứ mình thấy là đi nãy giờ rất là nhiều rác, rất là nhiều túi mủ ở phía sông luôn các bạn. Trên mỗi chiếc đò như thế này đều có một cây sào, người ta bán cái gì nữa sẽ treo cái món hàng nó lên phía trên đó các bạn thấy không? Ở đằng kia có một cái xà lan người ta làm nhà hàng ở trên sông luôn các bạn. Thì mình hỏi là dì Hai là có nên đến đây ăn không, thì dì Hai nói là dì Hai sẽ dẫn mình đến một cái đò của một vợ chồng kia, người ta bán đồ ăn ở trên sông. Dạ. Ngon. À, mình vô mấy cái nhà đó không? Dạ. Con thấy giờ làm cái này kiểu này nhiều quá ha. Cái xà lan muốn hết rồi chị thường. Vậy là xíu đi xong mình ghé đó phải không mà? Dạ cũng được. Làm con ly được một ly cà phê sữa đi cô. Tại nãy giờ mua sữa đậu nành rồi. Dạ. Cây cơm con cắt vô. Cái cây con ăn gì không? Cái cơm ngon, chả ngon, mà cục ngon, mà cục hết rồi mà mặn không ăn. Ăn vô kia không cái ơi. Ăn tiếp thì chắc vô kia đi con. Dạ được. Lấy cái ly vào
hai miếng bà nè. Ờ, đậu làm hay lắm. Có hai miếng cho ai miếng dán này bà làm một ngày trời. Bà làm không đúng hả? Bà đã hư chân. Bà cho nhiêu tiền? 10.000 hả con? Để cho con gửi tiền. Mấy mua nước thì cũng nhiều vậy, con cũng theo luôn. Rồi đứng ăn con nghe. Ủa lấy đuổi rồi hả? Rồi bây giờ sau khi ăn sáng xong thì hai sẽ dẫn mình đến một cái khu này gọi là một cái làng hủ tiếu truyền thống. Làng hủ tiếu này người ta sẽ làm hủ tiếu và có những cái món ăn cho mình luôn đó các bạn. Dạ thường đây vô mình ăn mình có gì bà? Dạ. 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 Dạ dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Đây là cái lò hủ tiếu của chú Sáu Hoài. Lò hủ tiếu này rất là nổi tiếng bởi cái món pizza hủ tiếu. Ngoài ra ở đây có bán rất là nhiều đồ lưu niệm thủ công nha. Phía sau thì có một cái lò để cho mình tận tay mình làm những cái sợi hủ tiếu. Nhưng mà do hôm nay là mình đi rất là ít người cho nên chắc là chú không có mở lò cho mình thử đâu. Các bạn hãy đi những ngày đông người nha, có mình có thể tận tay mình thử mình làm được những sợi hủ tiếu luôn các bạn.
sau khi đi chơi mấy tiếng đồng hồ thì mình cũng rất là mệt rồi. Chị Hai hỏi là mình có muốn đi chơi chỗ nào nữa không, thì mình nói là thôi mình muốn về. Mình rất là thích cái chuyến đi hôm nay, rất là ý nghĩa nha, bởi vì mình gặp rất là nhiều những cái hoạt động mua bán nè, được ăn uống nè, được ghé là hủ tiếu. Ngoài ra còn nghe dì Hai kể về cái cuộc đời của mình nữa, mình thật sự là rất là thích. Nếu có dịp mình sẽ ghé Cần Thơ một lần nữa thì mình chắc chắn mình sẽ đi chợ nổi Cái Răng. Bạn hãy nên thử đi chợ nổi Cái Răng một lần để có những cái trải nghiệm như mình nha.
thằng này là bao nhiêu anh? À, bạch tuộc là 17.000 sau em, còn bạch tuộc con là 100g 35.000. Hai sao lấy đang dắt luôn rồi. Thank you.